Cái ấn tượng đầu tiên mà gặp bà xã là thích từ cái nhìn đầu tiên. Tại vì hai đứa cũng đã chat qua mạng xã hội rồi, cũng đã nhìn hình nhau rồi. Nói chung nhìn hình trên mạng cũng thích nhưng mà nghi ngờ lắm. Tại vì bây giờ mấy cô xài 360 độ rất là nhiều. Thành ra là quyết định hẹn ra gặp mặt. Thì khi mà vợ vào Sài Gòn á, là gặp cái là thích liền. Với lại thực tế là nó cũng xem nhau. Nhưng mà bà xã là em của bạn thân. Với lại tính của em là nhát gái, thành ra là em chỉ giữ cái tình cảm ở trong lòng thôi, không dám thổ lộ ra. Vị trí số 3. Tôi tên là Nguyễn Văn Doanh, năm nay 33 tuổi. Lần đầu tiên gặp bà xã chả có ấn tượng gì cả. Tại vì thực tế là tôi là được một người thân mai mối cho. Và khi người thân nói giới thiệu là bảo cô này dễ thương, rồi công việc ổn định. Thực tế lúc đó thì tôi đã có người yêu rồi. Và người yêu của tôi lúc đó rất là xinh, cao lắm, gần 1m7, xinh lắm, dễ thương lắm. Và khi cái người thân giới thiệu có cái cô này rất là xứng đôi, cũng hào hứng và không muốn người ta mất lòng, cho nên là cũng xin số điện thoại, có dịp thì liên hệ với cái cô này. Khi mà lấy số điện thoại xong thì cỡ cả tháng mấy, 2 tháng ấy, thì cũng không có liên lạc gì. Và cái một hôm đó buồn buồn thì lấy điện thoại ra và xem, thì thấy cái số này, mới nhớ ra, thì thử gọi xem thế nào. Tại vì quan điểm là thêm bạn bớt thù, cho nên và hai người đã hẹn gặp, thì tới gặp đúng là vỡ mộng. Thì thực tế khi mà người ta giới thiệu là cô này dễ thương lắm, đầy đặn lắm, nhưng mà tới gặp ấy, người được có như con bắn rồi. Thế nếu mà so sánh giữa cái cô này và cái cô người yêu của mình thì thấy nó quá lạnh. Lúc đó khi mà hai người đang gọi điện để gặp thì do là cái khoảng cách nó gần quá, nhưng mà nếu như mà đứng xa xa một chút thì chắc có lẽ mình quay xe đi về rồi. Nhưng cuối cùng tại sao là anh lại đến với cô vợ mà anh bị vỡ mộng lần đầu tiên gặp mặt đó? Tại vì vào cái năm đó, cái thời điểm gần Tết thì lúc đó là chia tay với lại cô người yêu. Cho nên là lúc đó gần Tết rồi, thấy bạn bè rồi mọi người người ta về quê, mà mình thì ở Sài Gòn, cho nên là nó có lẽ là mình hơi buồn một chút. Đấy, cho nên là bảo thôi liên hệ với cái cô này rủ đi uống cà phê xem thế nào. Và cuối cùng yêu cô ấy lúc nào không biết đúng không? Vì lúc đó em tuổi cũng cao cao rồi, thấy nó buồn buồn cũng muốn kiếm một cái chỗ cho nó ổn định. Quan trọng là cái tâm hồn và cái sự hiểu biết nhau ha. Cảm ơn anh. Vị trí số 4. Xin chào MC Quyền Linh, hai đội chơi và toàn thể khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Bảo Anh, năm nay em 31 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là kinh doanh nội thất. Cái mối tình của em ấy là cũng cho một người chú giới thiệu, thì chú cũng có kêu là có một cô bé này chú thấy cũng được lắm, mày coi trao đổi điện thoại, nếu mà được thì hai đứa có thể là tiến tới hôn nhân. Thì lúc đó thì em cũng chưa có người yêu. Thì khi mà gọi điện thoại á, thì cái cảm giác đầu tiên của em á, là hình dung là cô bé này rất là xinh, mái tóc dài và giọng nói thì rất là hay, rất là ngọt ngào, hai bên có vẻ là rất là hợp nhau. Thì lúc đó là bà xã em có hẹn em gặp mặt, em đồng ý luôn. Thì lúc đi thì em rất là hào hứng, em đi em hình dung ra là người yêu em như nào. Nhưng mà khi tới thì em bị vỡ mộng hoàn toàn, vì lúc đó nhìn vô người hẹn nhìn như hột mít anh Quyền Linh mà lại nói nhiều nữa. Nhưng mà lỡ vào chào rồi nên là em cũng vào nói chuyện luôn. Trong đầu em nghĩ là chắc là chỉ gặp một lần, không có lần thứ hai. Đó là ấn tượng lần đầu tiên và cuối cùng hai người đã hiểu nhau, đã đến với nhau. Xin mời vị trí số 5. Tôi là Cao Hải Sơn, tôi hiện nay đang làm kinh doanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ tôi là một cô sinh viên rất là xinh xắn, dáng người hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là nên thử sức, nhưng mà chưa kịp thử sức thì mời cô ấy đi chơi thì cô lại lỡ đồng ý. Thế là đâm lao là phải theo lao rồi ạ. Cảm ơn năm chú rể. Đây là những câu chuyện rất là thật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi cô dâu đi. Xin mời. Nhường đối khách đó cưng. Khách hỏi chị hỏi Em xin phép được hỏi anh chú rể ở vị trí số 1. Cho em hỏi là trong thời gian anh và chị quen nhau thì cái điểm nào làm cho anh cảm thấy chị luôn đẹp, luôn hấp dẫn, luôn làm cho anh cảm thấy anh yêu chị, để mà sau này anh với chị mới dẫn đến hôn nhân? Đối với em thì ngoại hình thì cũng tương đối thôi, nhưng mà nghe giọng nói rất là ngọt, cho nên thích cái giọng nói của vợ. Đôi chú nha. Để cho chị hỏi cô dâu vị trí A đi. Chồng em hiện tại bây giờ còn thích chơi game không? Chồng em bây giờ thì hạn chế chơi game rồi, nhưng mà vẫn cái kiểu như là quan tâm tới game là xem trực tuyến trên mạng ấy ạ.
chứ còn không chơi game nhiều như trước nữa. Nãy em có nói một cái vấn đề là chồng em vừa nhìn giống như là giang hồ á. Dạ. Thế bây giờ cái ngoại hình ngày xưa với ngày hôm nay á, thì cái gọi là cái giang hồ trong mắt em của chồng em á, nó còn hay không? Bây giờ thì kiểu như là đã bị em khôi phục lại bình thường rồi ạ. Trở về trạng thái ban đầu rồi ạ. Nguyên trạng ngày xưa kiểu thư sinh rồi ạ. Chồng em làm nghề gì? Chồng em thì làm chồng em ạ. Hỏi khôn quá sao được. Các cô dâu chú rể chú ý nha, đừng để đối phương lợi dụng khai thác nha. Số 2, vợ chồng chênh lệch bao nhiêu tuổi? 4 tuổi ạ. 4 tuổi hả? Em hỏi cô dâu B đi, tuổi tác với hai anh chị chênh lệch nhau mấy tuổi? Dạ lệch nhau khoảng 5 tuổi. Cái gì trên khuôn mặt của chồng chị mà chị thích nhất vậy? Chân mày. Tại sao chị thích chân mày vậy? Tại nó rậm. Đâu có rậm mà kiểu anh Tuấn không à? Tại vì em thích những người cái chân mày rậm, nhìn nó có gì đó hay hay và có gì đó đặc biệt nữa. Chị thích tính cách gì của chồng chị? Hiền, thương vợ, giặt đồ cho em. Rồi nấu cơm cho em, rửa chén cho em, nói chung là làm nội trợ cho em. Vậy là anh ở nhà là nội trợ, còn chị thì chị dạ, không, vừa đi làm vừa làm nội trợ luôn. Làm sao mà làm hết được cái công việc đó ta? Thì chiều ta đi về ta làm, đúng không? Vậy em đúng là trong cái phim là em là bà nội của anh luôn á. Hỏi gì nữa không? Cho hỏi bạn số 4 đi. Nhìn bạn thì tôi biết là nhiều khi bạn thích những người vợ là dịu dàng, đúng không? Thế thì muốn hỏi là vợ bạn có thường hay nhõng nhẽo với bạn không? Bà xã em tính rất là trẻ con. Bạn thích cái điều đó đúng không? Em rất thích. Rồi hai vợ chồng đó có con chưa? Dạ em mới có 3. Đúng nhau cái ngày cưới. Dạ ngày mùng 6 tháng 1. Nhớ năm không? Hết quyền hỏi. Rút kinh nghiệm đi. Người ta hỏi là ngày tháng năm. Một nội dung mà hỏi thành 3 lần sao được đúng không? Đội khách. Đội anh chú rể số 2 đấy, cái đặc tính mà của vợ anh mà anh thích nhất là cái gì vậy? Dạ, nhí nhảnh. Nhõng nhẽo không? Cái đó là hơi nhiều. Ồ. Anh thấy bực gì cái tính nhõng nhẽo của vợ anh không? Bây giờ thì còn ở trong mức chịu đựng. Cưới nhau được bao lâu rồi anh? Hết quyền hỏi. Thấy chưa? Trước khi kết thúc vòng 1, chúng ta sẽ có một quyền đặt cược. Nếu như đặt cược đúng cặp đôi nào là vợ chồng thật thì chúng ta sẽ được nhân đôi số điểm. Có đặt cược hay không? Nãy em chưa hay gì hết, em thấy chị C là với chú rể số 6 rồi đó. Số 6 ở đâu? Sáu đâu? Có sóng gió liền. Làm giật mình. Bây giờ mình có đặt cược hay không? Mình chính là bạn... thọ trước đi. Không em. Em qua nhà thì người ta chỉ thị sao em làm vậy đi em. Khách mà. Đội khách có đặt cược hay không? Em chưa đặt cược đâu ạ. Dạ chưa rồi. Chưa. Đội chủ nhà. Đặt không? Đặt đi, có gì để mất. Cái này nè, tại vì tôi chọn là cô dâu vị trí B và chú rể vị trí số 4. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cơ hội vòng 2 tìm hiểu thêm cho nó chắc hơn. Đặt cược đi. Anh chịu chị đúng không anh Tuấn? Đặt đi chị. Thật ra em cũng nghi cái chị B với anh 4 đó. Mình đừng có nói ra ý tưởng của mình, đội kia nó biết. Ủa, sao em hơi tàn nhẫn với đội nhà quá ta? Bác đội nhà nói ra hết trong bên phòng. Như vậy là chúng ta không đặt cược của hai đội, đội khách và đội nhà đúng không ạ? Dạ. Tạm biệt quý vị, chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một vài phút nữa. Chào đón quý vị, các bạn quay trở lại với vòng 2 Gương mặt phu thê. Ở vòng 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm xem những cái gì thật, những cái gì giả của các thành viên ở đây. Đầu tiên thì các cô dâu sẽ nói một chút xíu về tật xấu của ông xã mình. Nhớ nha, tật xấu nó dễ phát hiện lắm á. Yeah. Vị trí A, bắt đầu. Xin lỗi anh Quỳnh Linh à, chỉ được nói một chút xíu thôi ạ. Em muốn nói sao nói em. Một thôi. Còn tật xấu của chồng em chắc phải kể cả ngày mất thôi ạ. Trời ơi, không biết là các chồng, ông chồng khác như thế nào, chứ ông chồng nhà em thì rất là bẩn, bừa bộn. Ông ấy đi làm về mồ hôi như bẩn thế mà. Em bảo đi tắm, ông bảo ôi đằng nào mai chẳng đi làm rồi, tắm làm gì, mai tắm luôn. Rồi ông ấy bừa bãi đến mức mà ông đi làm về áo sơ mi ngoài vứt phòng khách, đi vào phòng ngủ vứt quần dài, rồi là mỗi chỗ mỗi phòng một cái quần mấy cái áo khác nhau. Ông chồng em thì còn cái nữa là hay chơi game, xong thậm chí là xin tiền vợ để nạp thẻ để xem trực tuyến trên mạng á. Ông ấy còn cái kiểu như là không có lãng mạn đâu ạ. Những cái ngày kỷ niệm hay là ngày sinh nhật vợ á, nói chung là nhớ nhưng mà chưa bao giờ em được ông ấy tặng hoa, quà cũng chưa được nhận. Mà thậm chí ông bảo thế bây giờ cô thích hoa gì? Chứ thôi tôi thích hoàng tiền. Thế là một lúc sau hoặc là em đi làm là bắt đầu có tin nhắn tít 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 là bắt đầu tiền vào tài khoản. Thì ra là hoa đó à.
Ghen hai vợ chồng giận nhau hay là có vấn đề gì xung đột á, ông ấy không bao giờ ông ấy chịu nhận lỗi trước đâu. Chứ ông phải để vợ giận được mấy ngày im lặng rồi chiến tranh lạnh nhau, ông bắt đầu mới xin lỗi. Xin lỗi thì cũng là bắt đầu gọi điện cho vợ hỏi em ăn gì, hay là bắt đầu về là xách bịch phở hay là gà vịt gì gì đấy. Nói chung là về là mặt tê tét cười để cho vợ vui vẻ. Còn gì không em? À còn nữa. Nói ra hết luôn đi, để hồi tí nữa là tụi anh bắt là phải sửa đổi nha, nói ra hết luôn. Ăn thì ăn rất nhanh, vợ chưa kịp khởi động ông đã chuẩn bị xong à. Cái vụ này hay rồi nha. Ừ. Ăn rất nhanh. Vợ chưa khởi động. Vợ chưa khởi động mà ông đã xong. Chuẩn bị đang cầm cái đũa lên chùi chuẩn bị gấp. Lại rửa chén ống rồi đó. Rồi ông ý thì cái kiểu như là buổi sáng đi làm rất là vội mà vẫn còn nằm nhắn tin mới cả vào đọc báo. Vợ bắt đầu xong xuôi hết rồi, thế anh có đi hay không? Bắt đầu là chỉ trong vòng 2 nốt nhạc là ông đã xong xuôi hết quần áo rồi, là đánh răng gội đầu nhanh lắm. Mà bữa mà bắt đầu giở trò nịnh, hôm nay để anh đưa em đi làm nhớ, kiểu gì một là mượn xe, hai là xin tiền vợ đó. Thế là em bắt bài đấy rồi, bữa nào mà bắt đầu mình đối xử tốt với mình là mình nghi ngay. Thôi được rồi, như đó đủ rồi, kể hồi ông bay xuống luôn giờ đó. Vị trí B thì nói chung là đàn ông thì không ai mà không ở dơ, em nói thiệt. Không có nha, tùy theo người nha. Dạ chắc ngoại trừ anh Quyền Linh. Bệnh có bệnh không? Em đâu ngứa đâu. Em ngứa hả? Thấy anh gì sao anh ngứa vậy anh Quyền Linh? Hình như anh khó đúng không? Chồng em thì được cái là thương vợ hiền, nhưng mà có điều là cái tật vừa bộn mà vừa ở dơ thì nói chung là cũng rất là ghê gớm. Anh đi làm về đi, đã làm cả ngày là đã hôi rồi, giày đã dơ rồi mà còn vứt một đống luôn, không chịu lau chùi sạch sẽ rồi không chịu để lên kệ. Rồi ha, có những lúc anh mang vớ đi làm á, anh mang xong rồi anh về anh cởi ra anh quăng lên dài, anh quăng qua góc luôn, mai anh tiếp tục anh đi làm rồi anh lại mang vô anh đi tiếp. Chồng em là có nhiều vớ, em nghĩ là anh đã thay cái khác rồi, nhưng mà một tuần lễ một tháng anh làm liên tục như vậy nha, anh không hề thay. Một ngày nọ em lấy đôi giày ra, em cầm chiếc vớ lên, ô đặt bên trong chiếc vớ là có một con chuột nằm trong đó. Tức là anh ấy ở dơ đến nỗi mà chuột phải chui vô đó nằm, cứ nghĩ là cái ổ của nó luôn đó. Trời ơi, vậy thì dơ quá, người ở chung khó chịu lắm. Cùng đường đó là trong xóm của cái cô bé đó, không biết thì cũng chỉ trích em rất là nhiều. Chỉ trích mày quen con ta vậy là tao thấy không được. Mày lúc mày đi về mày coi chừng nó, trên đó nó cũng ghê lắm đó. Thực ra là em không sợ. Bởi vì sao em không sợ? Nếu như mà thật sự có chuyện gì xảy ra với em thì em cũng chấp nhận. Đúng em rồi. Đáng bị như vậy. Mình đã, mình vẫn cảm thấy dây dứt mà đúng không? Vậy thì khi mà mình chia tay mối tình thứ hai thì mình quay trở lại với mối tình đầu, hay lúc đó sẽ là câu chuyện trắng tay tại thời điểm đó? Quay lại với mối tình đầu. Và mối tình đầu cũng biết em đang quen một cô gái mới luôn. Thì cái bạn này, bạn cũng rất là thông minh. Bạn bắt đầu bạn xem vào cái mối tình mới này bằng cách là bạn kiểu giống như là hay mượn điện thoại của em vậy đó, thì bạn lấy cái số của cái bạn mới đây bí mật thôi, em không biết cái điều đó. Rồi bạn cũ hẹn bạn mới ra để nói chuyện, để gọi là an ủi về cái chuyện đó, tại vì anh Hảo không phải là cái người như vậy đâu. Em không biết cái cuộc nói chuyện nó chi tiết như thế nào, nhưng mà đại khái là như vậy. Rồi cũng hai người cũng đi uống nước rồi cũng nói chuyện này kia, và thậm chí là bạn cũ á, bạn cũng rất là giữ thể diện cho em, kiểu là cái chuyện này em cũng đừng nói cho anh Hảo biết nha, tại vì anh la chị chết. Kiểu là lúc nào cũng tôm em lên để mà em kèo trên hết. Và khi mà về thì cái bạn mới này bạn cũng thông cảm cho em. Thông cảm cho em tại vì bạn hiểu là em đã trải qua những cái gì, và bạn cũng đã thông suốt và bạn cũng không trách em nhiều nữa. Cho nên em cũng rất là mừng. Vậy thì vì sao tình đầu nó dừng lại? Trời, em kể tiếp. Thì cái lần, mỗi lần mà quay lại đó thì là mỗi lần em trưởng thành lên một bậc. Giống như ví dụ như quay trở lại một lần là em chấp nhận em làm người thứ ba, và quay trở lại lần tiếp theo là em muốn là bạn phải chia tay. Còn lần này quay trở lại em chuẩn bị một cái tâm lý là sớm muộn gì cái bạn này cũng sẽ chia tay mình, cho nên mình phải tìm một cô gái khác để khi mà bạn này chia tay sẽ có một cái người khác thế vào chỗ đó ngay lập tức. Em gọi đó là trưởng thành. Em gọi đó là trở nên một cái con người khác. Đúng.
chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi những cái mối quan hệ mà chúng ta đã trải qua, có thể xấu hơn, có thể tốt hơn. Rất tiếc là với cái suy nghĩ của em ở lần quay lại này, nó đã làm cho em trở nên méo mó cái tôn nghiêm thực sự của em. Bởi vì thà là không quen, còn khi mà chúng ta bước vào một mối quan hệ, không cần biết đó là mối quan hệ mới hay là cũ, nhưng mà bạn lại vận hành một mối quan hệ với một cái tâm thế là kiểu gì cũng chia tay thôi. Và đó là lý do mà kiểu gì nó cũng chia tay thiệt. Tại vì chúng ta đã không ở trong cái tâm thế của cái sự bồi đắp, bao dung, chia sẻ, giải quyết vấn đề, mà chúng ta sẽ ở trong tâm thế là tôi chỉ cần đợi chuyện thôi, có chuyện thì dừng lại. Và mình sẵn sàng chuẩn bị cho một cái phương án để chữa lành tâm hồn của mình luôn. Thì đó là lý do mà mối quan hệ này chị tin là nó không bền chặt được. Vậy thì một cách ngắn gọn thôi, lần thứ ba quay lại kéo dài được bao lâu để cái tâm thế đó nó thành hiện thực? Ba lần là ba năm. Ba lần. Ba năm rồi khoảng hai năm. Hai năm nữa. Là tổng cộng là năm. Em tốn 5 năm cho một cuộc tình. Nghe thì nó có vẻ cũng uổng đất, nhưng thực sự thì trải nghiệm nào trong cuộc đời của chúng ta nó cũng có giá trị hết á. Không có khôn bề ngang cũng khôn bề dọc, không khôn kiểu này cũng khôn kiểu kia. Vậy thì với em, 5 năm đó, nếu như không nói về cái mất, chúng ta chỉ nói về cái được thôi. Em được cái gì? Em được trải nghiệm. Em có kinh nghiệm. Kinh nghiệm để làm gì? Để có thể chia sẻ, có thể tạo cái niềm tin và tạo cái nguồn cảm hứng cho những cái bạn trẻ lâm vào những cái hoàn cảnh đó. Tại vì trong cái thời điểm của em thì không ai bên cạnh em để nói những cái điều đó hết. Và em đã bị biết chực. Nếu như Hảo của 2022 này có thể quay về cái thời điểm đó thì Hảo sẽ nói với Hảo ở cái thời điểm đó là đừng có như vậy, đừng có như vậy, được thì quen, không được thì thôi. Đừng có biến chất. Tại vì từ đầu tới giờ bạn vẫn là nạn nhân thôi. Đúng. Tự nhiên bây giờ bạn biến chất. Thì em có từng nói với lại cái mối tình đầu của em trong cái giai đoạn cuối. Cái giai đoạn cuối là một cái giai đoạn rất là kinh khủng. Chị tưởng tượng một ngày lễ, ngày Tết, em chị xô chở con bé này đi, phải không? Đúng 9 giờ xong, 9 giờ quay lại đưa con bé này đi. Rất là kinh khủng, rất là tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn công sức, tốn trí óc để chúng ta sắp xếp. Và... nhưng cái giá trị thực sự của một mối quan hệ chúng ta không hề được hưởng. Dạ. Thì đến một ngày là cái mối tình đầu của em phát hiện cái điều đó. Và hai đứa không thể nào hàn gắn được. Bạn có hỏi em một câu là tại sao trong cái lúc mà... không, mãi sau này... Em nhớ là cách đây khoảng năm 2019-2020 gì đó, em có vô tình gặp lại bạn lang thang trên Facebook thôi. Thì bạn có add Facebook của em và hai đứa cũng có nói chuyện. Và ngay cái thời điểm đó là bạn có hỏi em một câu. Em có một câu hỏi này, suốt mười mấy năm qua thì em muốn hỏi bạn, chưa có cơ hội hỏi. Tại sao trong cái lúc mà em thương anh nhất thì anh lại phản bội em? Thì mới nói là chính em đã tạo nên con người đó của anh. Bởi vì lúc nào cũng đòi chia tay, thì anh phải tìm một cái người khác để thế chỗ em. Tức đó là anh không nói là lỗi của em, nhưng anh đã biến thành con người đó vì em. Em có nghĩ đó là việc mình đang cố gắng đẩy trách nhiệm qua cho một người khác không? Nói như vậy là có căn cứ. Bởi vì sau chuỗi là toàn bộ mọi thứ thì từ đầu bây giờ thì như chị nhìn đi, thì chị đánh giá là em có đáng thương. Nếu như chị nói em không đáng thương thì em nghĩ sao? Em cũng biết nữa. Chị không, như chị đã nói là chị không phủ nhận cái tác động của mọi mối quan hệ mà mình đã trải qua. Đến cuối câu chuyện thì chị cũng khẳng định rằng là thực ra người bạn gái mà em đang gọi là mối tình đầu, cô ấy yêu bản thân cô ấy hơn là yêu em. Trong nhiều lần yêu và quay trở lại, và ngay cả cái việc là cô ấy can thiệp khi nghe biết em đang ở trong một mối quan hệ mới, thì nó cũng thể hiện khá là rõ việc cô ấy yêu bản thân mình, muốn bản thân mình được hưởng thụ một cái cảm giác
yêu đương với một ai đó và không chấp nhận mọi sự đổ vỡ. Mình không bàn chuyện đúng sai ở đây, mình đang nói về những gì đã diễn ra trong nội tâm của cổ. Và cổ muốn được thỏa mãn, đó là cái cổ theo đuổi. Chị không nói em Tủng, em tại sao chị lại không đồng thuận với cái việc là em là một người đáng thương? Là bởi vì suy cho cùng á, chị của chúng ta mới là cái người lựa chọn được cái hành vi của chúng ta, chứ người khác không chọn thay. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng em tự cho phép bản thân mình chọn những cái